anh khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Dùng trắng đêm trắng buồn
có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn ngả xanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao em chẳng nói để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn ngả xanh vườn trầu là vẫn xanh tươi màu. Xin ai đừng để lá trầu vàng. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn ngả xanh vườn trầu là vẫn xanh tươi màu. Xin phép các cụ nhà gái là chúng tôi làm
hộ vào một lần. Đây là sau đây thì tôi xin được phép là giới thiệu là mẹ chồng xin được trao một cái lễ ăn hỏi cho bà Thu đấy ạ. Xin mời bà Thu vào nhận lễ ăn hỏi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cánh xa đợi chờ. Sau đây xin giới thiệu ông của cháu là đại diện cho nhà gái. Xin có vài từ và tôi sẽ trao lễ dẫn cưới cho ông. Thưa thầy, thưa ông, thưa bà, chú thì cô bác đồng ngoại 37 tên họ nhà trai cũng như nhà gái cũng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ phụ nữ. Lời đầu tiên, tôi thấy tôi thay mặt cho hồi gái xin kính chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà, chú gì của bác, hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc. Và sau đây tôi xin giới thiệu với hội đàn trai thành phần của hội đàn gái chúng tôi. Gồm có các ông, cụ mấy, là cụ phái tiên nhất của họ đàn tôi. Còn ngoài ra, có ông bà nội của cháu Thảo, là ông Chiến, ông Bùi, và ông ngoại, là ông Châu và bà Loan, cùng toàn thể bên nội bên ngoài các ông các bà đầy đủ. Xin giới thiệu với họ nhà gái mà là họ nhà trai. Qua ý kiến của ông đại diện cho họ nhà trai, tôi thay mặt cho nhà gái xin chấp nhận cái lễ ăn hỏi của các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa. À, như tôi đã nói ngay từ ban đầu vì thời gian rất là hạn hẹp, nếu như mà có điều kiện chúng ta ngồi đây khoảng độ vài ba tiếng mà nói chuyện tâm sự thì tuyệt vời, nhưng mà vì thời gian khống chế thì là tôi đã dự kiến là đi lúc 6:30 và về lúc 9:05, và nếu có nhỡ quá 9 giờ thì phải là 10:25, nhưng hiện nay đã là gần 10:30 rồi. Hiện nay là gần 10 giờ, tức là 9:50, tức là còn khoảng 10 phút nữa là tăng cầu không quay được nữa. Cho nên là xin phép được thay mặt gia đình cảm ơn một lần nữa, xin được cảm ơn các cô công các bà và con cô bác và bạn bè nam nữ thanh niên của gia đình đã đón tiếp và thầy chúng tôi. Xin được thay mặt gia đình kính chúc toàn thể gia đình an khang hạnh phúc và tất cả mọi người đều mạnh khỏe, các cô sẽ trường sinh bất lão, và xin phép được cho chúng tôi là rút quân để cho kịp vào cái thời gian và thầy sẽ xem. Xin nói với cô như vậy, thì còn chúng ta sẽ hẹn gặp lại, có ngày gặp lại để tâm sự với nhau. Xin hãy đi nhé. Thưa gia đình của tôi, thay mặt gia đình và nhà gái, cô nhất trí với các cụ ở nhà gia, xin cảm ơn. Sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa.
biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trầm giá. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh.
Anh muốn yêu em đậm sâu.
lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, anh chẳng sợ điều gian khổ rêu nêu. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trắng thay đen, anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Lễ tình hồng cùng anh duyên vợ chồng, chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em sinh nhật, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chùm râu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình, dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào cung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười.
đám cưới mình hôm nay em vui nhất. Bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông, bạn bè đông ta làm lễ tình hồng, cùng anh duyên vợ chồng chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em sinh nhật, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chùm râu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Hãy
về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Và ngay lúc đây chúng tôi đang nhận thấy tất cả những bàn tiệc của Tự Do Nhà Gái đang được chào đón tất cả quan khách toàn quý vị. Chúng ta đã đầy đủ ở bên phía những bàn tiệc của Tự Do họ chúng tôi. Mời quý vị cùng rót những ly bia, những cốc rượu cùng cùng với niềm vui hạnh phúc đó, những câu chúc ngọt ngào để chúc đôi tân nương đang tân nương được trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ xinh đẹp Yến Vi cùng đồng hành với đại gia đình nhà mình trong buổi chiều ngày nay với những ca khúc sôi động để cùng đưa toàn quý vị chúng ta ấm bầu không khí hơn một chút nữa. Kính mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức. Ghi lại tất cả những thước phim, những bức hình và những đoạn video đẹp nhất của ngày ý nghĩa nhất để sẽ cùng làm một cái album kỷ niệm. Những bức hình đó sẽ đồng hành cùng với chú rể cô dâu và Tư Gia Sân của anh ta suốt chặng đường tiếp theo. Cho anh mất tâm lành, lời yêu thương yêu thương.
Tiệc của Tư Dao Nhà Gái đang được chào đón tất cả quan khách toàn quý vị. Chúng ta đã đầy đủ ở bên phía những bàn tiệc của Tư Dao họ chúng tôi. Mời quý vị cùng rót những ly bia, những cốc rượu cùng cùng với niềm vui hạnh phúc đó, những câu chúc ngọt ngào để chúc đôi tân nương đang tân nương được trăm năm hạnh phúc. Và ngoài những câu chúc đó thì những câu ca tiếng hát của quý vị sẽ cùng gặp gỡ giao lưu với ban tổ chức, những người làm chương trình tôi. Và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời bước lên sân khấu để cùng giao lưu hát tặng cho đôi tân nam tân nương. Xin được chào đón anh họ của bố cô dâu sẽ cùng bước lên sân khấu hát tặng đôi tân nam tân nương chúng ta một nhạc phẩm Em Yêu Anh Như Cầu Hò Ví Dặm. Vâng, xin được chào đón tiếng hát của chú bước lên sân khấu tình yêu. Ngoài tôi ra có gì đây? Lúc
nữ trong hội trường ngày hôm nay, một bài hát được mang tên Trời Đông. Khi anh đã quyền một đời yêu em.
Chọn ngày và ngày hôm nay 30 tháng 4 năm 2019 và tới ngày 26 tháng 3 năm Kỷ Hợi là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình đã định để tổ chức đại lễ thành hôn cũng như là đại lễ cung quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Ngọc Thảo danh duyên của chú rể Xuân Hoạt. Và sự hiện diện yêu mến của tất cả quý vị đã có mặt tại đây chính là để chúc mừng cho hai bên gia đình. Và ngay lúc này đây chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy của cô dâu Ngọc Thảo danh duyên của chú rể Xuân Hoạt xin chính thức được bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và khi thấy quý vị thân mến, người xưa có câu: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, và mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và con sông thì có bến có đò, là con phải có sẵn dò đôi câu, mà dặn con sớm sớm chiều chiều. Sau đây họ nhà trai sẽ có đôi điều để kính thưa. Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt đón tai nghe vào phía nhà trong để cùng đến với những ý kiến phát biểu xin dâu của bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bà con, cô bác, nội ngoại sang gần của hai bên gia đình. Hôm nay gia đình chúng tôi sau một thời gian cháu Hoàng và cháu Thảo yêu thương nhau, được sự đồng ý của hai bên gia đình và chấp nhận của chính quyền hai quê, hôm nay gia đình chúng tôi chọn ngày này tháng tốt tại đây tổ chức lễ vu quy cho cháu Thảo và đón cháu về cái nhà để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình cũng tại đây hôm nay tôi chính thức chào cháu Phạm Xuân Hoàng. Kể từ ngày hôm nay chính thức là dâu con rể của ông bà Toàn Thu, và tôi cũng nhận cháu Thảo từ hôm nay, hôm nọ là nhận tạm thời, hôm nay nhận chính thức cháu Thảo là dâu hiền của ông bà Hương và là cháu của dòng họ nhà chúng tôi. Thế thay mặt cho gia đình xin đặt vấn đề như thế này, thì chúng tôi cũng nhờ thầy xem cho là đi là phải 6 rưỡi là đi, về là ngoài 8 rưỡi đến 10 rưỡi là trong khung thời gian đấy là về. Thế hôm xưa là cháu có kinh nghiệm là bị tắc đường cho nên là đi cũng 6 rưỡi mà 9 rưỡi đến đây để đón cháu Thảo về cùng các cụ về nhà này. 12 giờ để ăn cơm xong rồi đến 2 giờ rất là muộn, cho nên là hôm nay cũng rất may mắn là đi có 2 tiếng và cũng hy vọng là khi về là cũng trong khung thời gian đấy thôi. Thì xin phép các cụ là sẽ xin cháu vào lúc 9 giờ tháng 5 thì không nhắc là đình chúng tôi đón cháu về dưới đấy để tổ chức lễ thành hôn cho cháu. Thì sau đây có lẽ là xin mời hôm nay là mẹ cháu là Hương là cũng họ về thay xe đi được, đây là bác cháu của chúng thay thì xin đỡ các cụ như vậy. Thế sau đây có lẽ là sau đây là xin mời bác của cháu đến trao lễ cho ông bà Toàn Thu để chúng ta có cái lễ xin dâu mà, thì xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta vừa đến với những ý kiến phát biểu xin dâu của bác trưởng đoàn cho gia đình của nhà trai. Một lời phát biểu tuy không ngắn, không dài, không nhiều trên ngay. Và xin quý vị, chúng ta sẽ cùng dành cho bác trưởng đoàn gia đình của nhà trai bằng một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Và xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, nhà trai đã phát biểu rồi, nhà gái cũng phải đỡ lời giao câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Kính thưa các cụ, chuẩn bị trước mặt chú thì cô bác đoàn ba biểu lên họ nhà trai cũng lừa nhà gái. Thưa toàn thể các vị thân khách cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho nhà gái xin kính chúc tất cả các cô, các ông, các bà lời chào mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa cô, các ông, các bà, có một thời gian tìm hiểu của hai cháu Hoạt và Thảo, được sự giúp đỡ của hai gia đình hai họ, đồng thời được sự giúp đỡ của hai chính quyền địa phương Thiên Trung và Tân Việt, đến hôm nay hai cháu được chọn ngày ngày này nhắn tốt để tổ chức thành hôn cho hai cháu. Và cũng giờ này các cháu đã đến thành chồng. Nhà cháu của các cụ, ông, các bà, rồi ngoài của hai họ, là con của ông bà Tư Hương và ông bà Toàn Thu. Các cháu làm sao xứng đáng để lâu hiền, để tạo. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc các cụ, ông, các bà
hai hòa, hai khỏe, hạnh phúc, yêu thương thành mà luôn. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Trên sân khấu lúc này đây, nơi trang trọng nhất, nơi hạnh phúc nhất là sự hiện diện của cô dâu Ngọc Thảo, cùng với đó là sự xuất hiện của chú rể Xuân Hoạt. Xin phép được cúi chào ra mắt đến sự hiện diện của tất cả quý vị. Và xin quý vị, chúng ta xin cùng dành cho đôi Uyên Ương bằng một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa của tất cả quý vị nhỉ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và khi thưa quý vị thân mến, vì thời gian không cho phép của hai bên gia đình đã định, thì tính đúng 9:05 thì chiếc xe mang biển số hạnh phúc của cô dâu và chú rể sẽ xuất phát. Thì ngay sau đây chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà nội của cô dâu Ngọc Thảo sẽ hiện diện trên sân khấu để có những món quà dành tặng cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời ông bà nội ạ. Kính quý vị thân mến, mà trên sân khấu lúc này đây, ông bà nội của cô dâu Ngọc Thảo đã có những món quà để dành tặng cho hai cháu, để chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc đến trọn đời. Và xin quý vị xin cùng dành cho ông bà và một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Và tiếp theo chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ ông bà ngoại ạ. Chúng con xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của ông bà nội và xin được kính chúc cho ông bà luôn có thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi của các con các cháu. Cảm ơn ông bà rất nhiều ạ. Tiếp theo xin mời món quà đến từ ông bà ngoại ạ. Thay lời chú dâu và chú rể, hai cháu xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của ông bà ngoại và cũng xin được kính chúc cho ông bà sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn ông bà. Và để tiếp tục chương trình thì ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ ông Toàn và bà Thu là thân sinh của cô dâu Ngọc Thảo, cũng có những món quà để dành tặng cho hai con. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Kính thưa quý vị thân mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Từ tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và trên sân khấu lúc này đây, bố mẹ của cô dâu Ngọc Thảo đã có những món quà để dành tặng cho hai con, với một mong muốn duy nhất, đó là mong sao hai con yêu dấu của mình sẽ yên bề gia thất, và chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc đến trọn đời. Và thay lời cho cô dâu và chú rể, hai con cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của bố mẹ. Và hai con cũng xin hứa với bố mẹ rằng từ ngày hôm nay hai con sẽ cùng yêu thương nhau, sống bên nhau đến trọn đời. Và xin quý vị sẽ cùng dành cho đại gia đình một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Và xin mời tất cả các anh chị em ruột của cô dâu sẽ hiện diện trên sân khấu để chụp hình kỷ niệm, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời các anh chị em ruột của cô dâu ạ. Chúng ta cần chưa ạ, bởi vì còn 2 phút nữa là họ nhà trai sẽ xin phép ạ. Và xin mời tất cả các anh chị em ruột của cô dâu. Sau món quà của bố mẹ thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ các bác, các thím của cô dâu Ngọc Thảo. Cũng có những món quà để dành tặng cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời các bác và các thím, cô dì chú bác của đại gia đình họ nhà trai ạ. Xin mời ạ. Trời mưa khá là to, nhưng những tình cảm của tất cả quý vị dành tặng cho đại gia đình ở cái cũng như là gia đình nhà trai ở đây.
trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh gần nào có hợp xuyên đâu xa xôi.
tôi đến mấy chục cây cầu mà tôi yêu. Gặp nhau có một tí buổi chiều mà sao lòng cứ siêu siêu tức lòng. Hôm nay cháu về nhà chồng, cuối năm cháu sẽ bồng một thằng cún về chơi. Liên Trung, Tân Việt hai nơi đều là với mẹ, suốt đời đừng quên. Hoàng, Nội Ngoại đôi lên, kính trên, nhường dưới, mới nên tô hiền. Cuộc đời đừng có nặng vì tiền, vợ chồng và cắn hắt để làm tiền nghệ trang. Đôn hậu, trung thủy, thật thà, khoan dung, độ lượng mới là điều lên. Con người là vốn của tự nhiên, cuộc sống cũng cần phải đa nguyên, đa chiều. Trong ngày vui, ông không dám nói nhiều, ông dặn mấy điều, các cháu hãy khắc cốt, bình tâm, chỉ nên đẹp. Và bây giờ cũng chuẩn bị lên đường. Xin thay mặt gia đình kính chúc toàn thể các cô công các bà con cô bác trong hoàn nhà gái an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm gì được đấy, xin hết ạ. Các cô, các ông, các bà, các chú, các tí, hôm nay là ngày vui của em Thảo và em Hoa Đăng. Thì cháu là chị gái của em Thảo, thì hôm nay góp vui trong lúc trời mưa. Cháu góp vui một bài nhảy tặng hai em ạ. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà.
không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hơi, em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hơi, em theo anh vào nhà. Quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về với gia đình, cùng chung vui với gia đình, cùng chúc phúc nửa đôi cho đôi tân nương tân nương trong ngày vui trọng đại. Và không biết nói gì hơn hết, xin mời quý toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng uống nước, hút thuốc, xây chầu và cùng chúc phúc nửa đôi cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên ai họ, có một câu thơ nói rằng: hoa hồng thì đẹp bởi màu hồng, tình yêu đẹp bởi tình
tấm lòng thủy chung. Tình yêu và hôn nhân là hai dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Tình yêu là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Tình yêu đưa hai tâm hồn cùng hòa chung một nhịp đập, cùng hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn. Và đôi bạn trẻ của chúng ta trải qua những thời gian lăng đợi tháng chờ đã đi đến một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Đó là hai bạn sẽ đưa con thuyền tình yêu của mình cập đến bến bờ hạnh phúc. Và hôn nhân của đôi bạn trong ngày hôm nay chính là những gì kết tụ của một tình yêu đẹp, một tình yêu chung thủy. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên hai họ, trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc khéo là chọn nhau. Chuyện tình yêu có chầu cầu, có cha có mẹ, dạm hỏi cưới nhau cũng phải chọn ngày. Và ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2019, tức ngày 26 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đã được chọn là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp để đôi bạn kết nghĩa trăm năm, lên duyên chồng vợ. Trước sự đồng ý của hai bên gia đình, sự tác vun vén tác hợp của hai họ và sự đồng ý nhất trí của hai bên chính quyền địa phương sở tại, thì ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, chủ nhân của những tấm thiệp hồng đang có mặt tại hôn trường cưới của họ nhà trai tại thôn Bằng Giá, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, ngày hôm nay chứng kiến buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và để thay lời cảm ơn cũng như để ra mắt quan viên hai họ, thì ngay sau đây xin mời chú rể Xuân Hoạt cùng cô dâu Ngọc Thảo sẽ bồng hoa đứng lên và cúi gửi một cái sự cái cúi đầu dành cho toàn thể quan viên hai họ, thay cho lời cảm ơn và sự ra mắt tới toàn thể quan viên hai họ đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời hai em sẽ đứng lên và cúi chào toàn thể quan viên hai họ. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tân lang và tân gia nhân. Và tôi, những người đại diện chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà dạp Hồng Tấn, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được công bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ cô dâu chú rể Xuân Hoạt sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Thảo sẽ được chính thức bắt đầu. Thì ngày hôm nay đôi bạn đã vẹn chữ tình, đắp xây hạnh phúc gia đình từ đây. Ông thơ bà Nguyệt thật khéo xe dây, để mai gặp chúc, để anh gặp làng. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta thật đẹp đôi, vai sánh vai, tay cầm tay trong nhau, để cùng bước vào ngày vui trọng đại nhất trong cuộc đời của mình. Và xin mời hai em hãy bước lên dần đài hoa chính trong buổi trưa ngày hôm nay, để bước vào đại lễ thành hôn chính thức trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai xin mời hai em sẽ cùng bước lên sân khấu. Kính thưa toàn thể quý vị, câu ca có nói rằng có cây thì mới có dây neo, có cột có cào mới có đòn tay, và có song thân phụ mẫu thì mới có cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và các cụ cũng có câu rằng muốn qua sông thì phải bắt cầu, muốn là cha là mẹ cũng có đôi câu dặn dò, qua sông thì phải có chuyến đò, là cha là mẹ cũng có dặn dò đôi câu. Trong ngày vui trọng đại của hai cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì không thể thiếu được sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai gia tộc, hai gia đình của họ nhà trai cũng như họ nhà gái sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để có đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể cũng như đôi trao rể nhận dâu. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu và xin mời toàn thể hai bác đại diện cho hai gia tộc, bác trưởng đoàn của họ nhà trai cùng bác trưởng đoàn họ nhà gái sẽ hiện diện lên ra ngoài sân khấu nguyên đài hoa chính của buổi tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay để có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời hai bác. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên hai họ trân trọng và kính mến. Và để liên tục với chương trình trong đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quan viên hai họ sẽ cùng đến với lời phát biểu của trao dâu và nhận rể của bác trưởng đoàn họ nhà gái, cũng có lời phát biểu trao dâu nhận rể và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quan viên hai họ. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác lùi ngoài ba bảy quân bên họ nhà trai cũng như họ nhà gái, kính thưa các vị tân khách cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái kính chúc sức khỏe cho các cụ, các ông, các bà hai họ mạnh khỏe hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua bao nhiêu ngày mong đợi của hai cháu
Hoạt và Thảo đến hôm nay đã đến để xin phép các cụ, các bà và nhà trai để cho phép hai cháu và làm lễ gia tiên để các cháu mỗi lần đi xa về gần luôn nhớ tới tổ tiên, nhớ tới cội nguồn. Kính thưa cụ, các ông, các bà, qua bao nhiêu ngày tìm hiểu của hai cháu được sự vun đắp của hai gia đình, hai họ, đồng thời được sự giúp đỡ của chính quyền, của cơ quan chính quyền địa phương Liên Trung và Tân Việt, đến hôm nay hai họ chúng ta về đây tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng từ giờ phút này trở đi hai cháu sẽ là con của ông bà Toàn Thu và ông bà Hưng Hường. Thì báo cáo với các cụ, con, các bà, mỗi khi các cháu đi xa mà về đến đây thì các cháu luôn nhớ tới tổ tiên, nhớ tới gia đình. Kính thưa cụ, con, các bà, từ giờ phút này trở đi hai cháu sẽ làm sao để trở thành như là dâu hiền rể thảo để xứng đáng với lòng mong ngoài của các cụ, các ông, bà và là cháu của các cụ, các ông, các bà. Cuối cùng một lần nữa thì thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi là một lời phát biểu rất chân thành, xúc tích và mộc mạc của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Bác đã có đôi lời chào dâu và nhận rể, cũng như gửi lời cảm ơn tới toàn thể quan viên hai họ đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đón và đưa cô dâu trở về trong buổi lễ hành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn bác. Và đúng là nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng đỡ lời đôi câu để cho bên rể bên dâu thắm tình hai họ càng lâu càng bền. Và để đỡ lời cho dợ, để đáp lại tình cảm của bác trưởng đoàn họ nhà gái, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà trai. Bác có đôi lời chào rể nhận dâu cũng như gửi tới lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà con, cô bác, nội ngoại xa gần của hai bên gia đình, cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, sau nhiều ngày tháng tìm hiểu, hai cháu báo cáo với gia đình và được sự cho phép của hai gia đình, được sự chấp nhận của chính quyền hai xã Liên Trung và Tân Việt, ngày hôm nay gia đình chúng tôi chọn ngày này tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hoạt Thảo. Xin được phép thay mặt cho gia đình, nhà trai chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị quý khách xa gần đã không ngại gì đường xá xa xôi và thời tiết xấu đến đây dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Xin thành thật cảm ơn. Thay mặt cho họ nhà trai, xin kính mời các cụ công, các bà con, cô bác ăn dầu uống nước cùng vui chung với gia đình. Và cũng thay mặt cho gia đình là xin từ giờ phút này bàn giao cháu Hoạt, kể từ hôm nay là con rể hiền của ông bà Toàn Thu, và cũng chính thức là nhận cháu Thảo từ giờ phút này là dâu hiền của gia đình ông bà Hưng Hường và của gia tộc chúng tôi. Và cuối cùng xin được kính chúc toàn thể hồi hôn lời chào an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cầu gì được đấy. Xin ý kiến nào. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên anh họ, và vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe lời phát biểu trung thành và xúc tích và đầy sâu lắng của bác trưởng đoàn họ nhà trai. Bác có đôi lời trao rể nhận dâu và cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể quan viên hai họ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và với đôi lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn của đại diện cho hai gia đình, hai gia tộc vừa rồi, chính là kim chỉ nam để cô dâu và chú rể của chúng ta bước vào cuộc sống sau này được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và bác mong hai cháu sẽ là đầu năm no cưới, cuối năm thêm người và
một gái hai trai phải không ạ? Vâng, cảm ơn lời phát biểu của hai bác. Và ngay sau đây để kết chặt hình thông gia, xin mời hai bác đại diện sẽ cùng bước lên một phía trước một bước và cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt thật nồng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho sự kết chặt tình thông gia ngày hôm nay của hai họ. Vâng, xin cảm ơn hai bác và xin mời hai bác sẽ cùng trở lại bàn tiệc để cùng chứng kiến đại lễ thành hôn tiếp tục trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa tập thể quan viên hai họ trân trọng và kính mến, và thật đúng là nhà trai thì thấy dâu xinh, nhà gái thì thấy rể mình lết na, và chúng ta thì đào quế một nhà, chúng ta loan phượng thì về với nhau. Ngày hôm nay chầu quyện với cau và chúng ta dệt lụa trước sau mặn nồng. Hôm nay lên vợ lên chồng, yêu nhau thì hôm nay ta đã làm con một nhà. Xin mời quý khách gần xa về đây để có câu ca chúc mừng và để liên tục với chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quan viên hai họ, chúng ta sẽ cùng tự nhiên uống nước, hút thuốc, ăn trầu và cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến một đại lễ nữa trong buổi lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay của đôi tân lang và tân gia nhân. Đó chính là một nghi lễ trao nhẫn cưới. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên hai họ trân trọng và kính mến, khác với nhẫn đính hôn thì nhẫn cưới là một vòng tròn bằng kim loại, không có điểm đầu cũng như không có điểm cuối, cũng giống như tình yêu của hai bạn luôn bền chặt và vững bền mãi mãi về sau. Và nhẫn cưới được cô dâu và chú rể đeo vào ngón tay áp út của đối phương của mình, chứng tỏ và ngón tay áp út chính là lối liền với mạch máu con tim, chứng tỏ rằng tình yêu của đôi bạn luôn chảy mãi trong trái tim của nhau, luôn có trách nhiệm với nhau về mãi sau này trong cuộc sống. Dù có xảy ra khổ đau hay là sướng vui, dù cuộc sống giàu hay nghèo, ốm đau hay bệnh tật, thì đôi bạn luôn luôn có trách nhiệm với nhau, dành tình yêu chung thủy cho nhau cho đến suốt cuộc đời này. Và vừa rồi thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã trao nhẫn cưới cho nhau trong buổi trưa ngày hôm nay để kết nghĩa trăm năm bên duyên chồng vợ. Và cũng thay mặt cho những người làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin chúc hai bạn được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, và trong ngày vui hôm nay thì nhạc đã lổi, pháo hoa đã lổi, nhưng mà còn thiếu đi rất nhiều, đó chính là những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và chúng tôi có một quan niệm rằng những tràng pháo tay của toàn thể quý vị lớn bao nhiêu, dài bao nhiêu chính là sự chúc mừng hạnh phúc dành cho đôi tân lang tân nương được hạnh phúc vững bền mãi mãi. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho đôi tân lang tân nương ạ. Thì toàn thể quý quan viên hay họ sẽ cùng một lần nữa hướng mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến tình yêu của đôi bạn dành cho nhau được chứng minh qua một nụ hôn lồng cháy trước toàn thể quan viên hai họ. Và ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể, hai em mọi khi mà hôn nhau như thế nào thì hôm nay hai em hãy đứng ngay vị trí như thế đi ạ. Vâng, và trước khi với nụ hôn mà đôi bạn trao cho nhau thì MC xin có một đôi lời muốn hỏi cô dâu và chú rể là đôi bạn đã yêu nhau lâu chưa ạ? Được hơn nửa năm rồi. Vâng, hơn nửa năm, đúng là tình yêu sét đánh phải không ạ? Theo tôi là như vậy. Và xin hỏi cô dâu là cái điều này hỏi cô dâu nó mới thật, chứ hỏi chú rể chưa chắc đã thật đâu ạ. Là trong thời gian tìm hiểu và yêu đương nhau thì đôi bạn đã dành cho nhau những nụ hôn lồng cháy bao nhiêu lần rồi? Không biết. Vâng, bảo cô dâu bảo không biết thì tôi hỏi chú rể là cô dâu và chú rể đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi ạ? Không đếm được chứ. Vâng, đúng là quả thật là không đếm được. Tình yêu mà dành cho nhau luôn là một sự bao la bát nhát, không thể nào có thể đong đo đếm được phải không ạ? Và ngay sau đây thì sau khi tôi đếm từ 1 đến 3, mời cô dâu và chú rể hãy dành cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước toàn thể sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai họ đang có mặt trong ngày hôm nay để chứng minh tình yêu của mình được không ạ? Và toàn thể quý vị hãy đếm cùng tôi được không ạ? 1 2 3 bắt đầu. Quý vị hãy giơ tay thật dài và thật sâu lên ạ. Vâng, và xin hỏi nhiếp ảnh gia là hai anh đã ghi, hai anh chị đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp đấy chưa? Vâng, nếu mà chưa được rõ lắm, và để cho hai nhà nhiếp ảnh gia được tác nghiệp thành công hơn nữa thì xin mời ngay sau đây một nụ hôn nồng cháy sẽ bắt đầu lại một lần nữa
để giúp cho những nhà tác nghiệp, những nhà nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại được khoảnh khắc chào đời bạn thật đẹp, thật lộng lẫy được không ạ? Và xin mời hai bạn mà hôn nhau thì cứ quay ra ngoài để cho nhiếp ảnh gia còn chụp ảnh, chứ nếu mà quay vào trong thì khó chụp lắm ạ. Vâng, và bắt đầu lại một lần nữa đi ạ. Cô dâu chú rể. Đã giúp cô dâu chú rể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là những nghi lễ chính thức của buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đã được cô dâu chú rể thực hiện xong. Và ngay sau đây, để đáp lại tình cảm của quan viên ai họ đã dành cho gia đình cũng như dành cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, đã bước chút thời gian và ngọc của mình trở về chung vui cùng với gia đình và chúc phúc đứa đôi cho đôi tân nang và tân gia nhân. Trân trọng và kính mến, ơn dưỡng dục sinh vật quý bằng Long Thái, nghĩa sinh thần sướng tựa biển đông, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Và có câu rằng nuôi con lớn mới biết lòng cha mẹ, vất vả nuôi con khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay các con đã khôn lớn và lập gia đình thì ba mẹ cũng có một chút gọi là của hồi môn để gửi tặng cho hai con làm vốn liếng sau này. Và ngay sau đây, để liên tục với chương trình đại lễ thành hôn của đôi tân nương và tân gia nhân, xin mời hiện diện lên sân khấu mẹ của cô dâu, mẹ Mộc, mẹ của chú rể sẽ hiện diện lên sân khấu và dành tặng cho hai con của mình món quà vật chất tinh thần thật ý nghĩa trong ngày vui trọng đại này. Vâng, xin mời mẹ của chú rể. Nhân đây mẹ có vài lời mong cho hai con được trọn đời thủy chung. Đó chính là những lời nhắn nhủ mà mẹ của chú rể muốn nhắn nhủ tới hai con của mình trong suốt cuộc đời này, rằng dù sau này có cuộc sống có đổi thay, dù có bão táp phong ba, thì mẹ luôn là bờ, luôn là điểm tựa, luôn ôm cho các con vào trong lòng và luôn là bến bờ để các con tìm về sau những ngày vất vả xa xôi. Chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì ngay sau đây xin mời toàn thể quan viên này họ sẽ cùng một lần nữa hướng mắt lên sân khấu và xin mời bà ngoại của chú rể sẽ hiện diện lên sân khấu có món quà để dành tặng cho hai cháu trong ngày vui này. Xin mời bà ngoại của chú rể sẽ hiện diện lên sân khấu ạ. Hôm nay là ngày vui của hai cháu, bà chúc hai cháu hạnh phúc trăm năm và thương nhau cho thế bóng mãn chiều. Sau đây bà có một tí quà tặng cho hai cháu để làm vốn.
Vâng, và với một chút món quà thật nhỏ nhoi thôi, nhưng mà đó là tình cảm bao la của bà dành cho hai cháu, phải không ạ? Và ngay sau đây thì xin tiếp tục giới thiệu sự hiện diện của dì, em của mẹ chú rể sẽ hiện diện lên sân khấu và có món quà dành tặng cho đôi tân nương tân nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời dì ạ. Vâng, kính thưa toàn thể của gia đình họ, có lẽ rằng cô dâu và chú rể của chúng ta trong ngày vui hôm nay đã sẽ nhận được rất rất nhiều những món quà ý nghĩa từ người thân đã gửi tặng cho hai bạn, với một lời nhắn nhủ rằng chúc hai bạn được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên anh họ, trân trọng và kính mến, và với những món quà ý nghĩa của người thân bên gia đình của cô dâu cũng như chú rể đã dành tặng cho hai bạn trong ngày vui trọng đại này, thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã rất vui, phải không ạ? Vâng, và kính thưa toàn thể quan viên anh họ, trân trọng kính mến, buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sẽ còn muốn kéo dài mãi, nhưng song vì điều kiện đường xá xa xôi cũng như do thời gian không cho phép, xin phép được thay lời cho giật những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Thông Tuấn, xin được cảm ơn tới toàn thể quan viên anh họ đã bớt chút thời gian của mình trở về chung vui chúc phúc nối đôi cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, và xin kính chúc toàn thể quý vị ra về với thượng lộ bình an. Xin được cảm ơn rất nhiều và rất rất nhiều, và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng ra phía ngoài cùng để cùng mời chồng mời nước ra để tiễn khách ra về với lời cảm ơn sâu sắc chân thành. Và với câu hát người ơi đến hẹn lại về, ngày gì những người làm chương trình xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã gửi tặng những tình cảm bao la dành cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát, hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyến. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo cô. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phơi. Tình nồng hương phơi phơi. Phải muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say dịu thơm ngất ngây, cùng nhịp bước cuồng quay lâng lâng men rượu cay, nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo cùng.